Rồi. Đi đường mới à, sau khi đã tham quan chùa Thanh Trước xong rồi bây giờ lấy xe đi về đây. Chùa trồng mận quá dài luôn nè, phía trước có cây mận nữa nè, trái không nữa, cái đỏ trời ơi, rụng quá trời, không ai ăn hết trơn, không ai hái hết trơn. Chiều rồi, go. Ở trong kia nó có xây cái gì mà cao ngốc rồi ta. Cái tháp cao cao trong đó là cái gì không biết ha. Đây nè. Cái tháp này nó là cái tháp gì ha, thấy nó cao 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 giống như là cái nơi tổ quốc phi công hay gì đó, nhưng mà cái này đường này không phải rồi, đường này không phải vào rồi. Rồi ra lại ha, ra lại đường lớn rồi. Rồi lên chạy tiếp về. Đường bây giờ chùa nó có ghi cái tấm bảng chùa Hình Trước ở phía trước xịt vô á, nên mình cũng dễ đi. Tay ha. Rồi đã tới thị xã rồi nè, tới cầu huyện rồi nè. Đó, tới cầu huyện rồi đó. Mastery hay cầu huyện nó cũng giống như là cái chợ vậy đó, nhưng mà nó là một cái chợ nhỏ. Bây giờ phải chạy ra chợ một tí ha, mua đồ ăn giặt cho Siri nè. Bé ngày nào đi bước ra khỏi nhà cũng dặn mua
về cho con á, để không thôi là cứ tù tù hoài không cho đi. Ở trong kia có cái chùa gì nữa ta, chùa gì liên quan gì kia nữa kìa, mà thôi đi luôn đi, cái nào ở bên kia đường. Ở hội chợ đi rau hay gì á, đi rau ca nhạc để coi á. Bữa nay mùng 6 không à, đúng rồi, bữa nay là bữa cuối nè, bữa cuối của hội chợ. Thôi theo em vui rồi nè, để đi ra chợ, chợ tí ha. À Tân Thành quẹo nè, thị xã Gò Công lên nè, thị xã Gò Công lên nè. Cái Tin Lành đâu rồi? À à, lộn đường, lộn đường. Ở đây nè. Khúc này. Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng. Ủa? Phan Đình Phùng đâu rồi ta? Phan Đình Phùng có cái quán KGX ăn cà phê sáng lớn quá ha. Ủa ta? Đỡ Tin Lành tự nhiên nó mất đi. Chạy xuống đây coi nó còn đường nữa không, hay là nó dẹp rồi. Nhưng mà nếu mà nó đã là đạo thì nó sẽ nằm đó, nó đâu có đi đâu. Quẹo xuống khu này thôi coi, tại vì lâu quá không chính xác à. Không phải luôn, Phan Chu Trinh, đường Phan Hóa đó. Cái nhà bên đây này, chắc là nó xây cổ lắm ha. Nhìn nhìn cái mái ngói của nó nè. Đâu rồi? Lưu Thị Dung. Đây là cái mái ngói của cái nhà, nó đã xây cổ lắm á. Ủa sao vậy ta? Sao tự nhiên ở đây bán món gì à, bây giờ hết rồi quên thì xem sớm tí mua cho tên gì à, ở đó bán súp nuôi được cho nít ăn rồi. Vậy là cái đạo Tin Lành đó mình quên mất tiêu rồi, quên nặng đầu rồi. Bỏ tại đây. Đây này, đây là một cái đình nè, cái đình này nè, cái đình của người Hoa. Hay cái đình này kêu cái đình nhiều quá rồi, chạy ngang qua lại ha. Đó ha, cơ sở thờ tự văn hóa ha.
vậy ha, kêu là cơ sở thờ tự văn hóa. Bây giờ tự văn hóa cái gì trong đó? Tối rồi, thôi chạy ngang cho biết thôi ha. À, nó nằm ở số 76A đường Lê Lợi. Rồi, trên đây nó cũng có một cái nữa nè, để viết chánh điều quân nè. Cơ sở thờ tự văn hóa nữa ha, lễ vía Quan Thánh Đế Quân, à, cung chúc Tân Xuân ở đây thờ Quan Thánh Đế Quân. Đây, ha. Đây là cái cổng nè, à, cái cổng chào Quan Thánh Đế Quân á. Ê thị xã Gò Công, ê thị xã Gò Công á, toàn là người Hoa không à. Muốn vô thì chắc là phải đi sớm thôi, chứ giờ đóng cửa hết trời. Bên đây là cái gì quên rồi, đây là cái đình gì quên rồi, để chạy ra lại cái đình chung á, cái đình chung ở phía dưới á. Còn ở đây là nãy quên giờ nè ha, giờ trả lời nè. Này là hội cựu giáo chức thị xã Hồ Công, à, Văn Thánh Miếu ha. Đây là Văn Thánh Miếu đây, thị xã Hồ Công Văn Thánh Miếu ha. Rồi chắc phải dành bữa đi mấy cái miếu này, nó nằm ở gần mình mà nó phải đi ban ngày á. Rồi ở phía trước này nè, sẵn này lên phía trước này luôn, giới thiệu sơ quá ha. Thì nếu mà đi được đi, còn không đi được thì biết sơ sơ như vậy. Trên đây là đường Trương Định nha, đây em biết trên đây nữa nè, băng qua đây đường mới thấy nè. Rồi quẹo quẹo qua đây mới thấy nè, quẹo qua đi khi đứng đây, à, đứng này được nè. Đây cơ sở thờ tự văn hóa luôn ha. Đây đây nó phong mang phong cách của Nguyễn Hoa đó. Ngày xưa là đó, nó lấy nó chiếm dụng nó làm những cái nơi mà trung tâm ngoại ngữ dạy học tiếng Anh tiếng Hoa rồi đó. Bây giờ chắc là lấy lại để thờ hết rồi, không có dạy nữa. Đây trung tâm hoa văn ở đây nè, cơ sở thờ tự văn hóa luôn ha. À, nó vẫn còn ha. Đây trung tâm hoa văn nè, kêu đi đó. Cơ sở văn hóa, cơ sở thờ tự văn hóa đó, đó là công, à, nó làm chiêu sinh hoa văn luôn đó, nó dạy tiếng Hoa cũng như là. Chắc là ở khu này vẫn có người Hoa sinh sống á. Ừ, ở đây còn có đài phát thanh đó, cái lo đó. 5 giờ sáng phát lo với chiều đó. Cứ sửa 20.000 ký. Còn cái thuộc vịt lộn như trứng lộn 6.000, hai vậy cho hai hộp vịt lộn đó đi, 12 với 10 là 22. Sài Gòn xoài
mè hay gì. Không có mua quay thôi. Quay con cá mè thôi à. À, đó, mấy con cá mè nằm nằm đó trải vậy đó bán. Trên đây bán gì? Cá bóng kèo, cá kê, cá lóc. Quá trời, bự thù lù. Cá kê, cá lóc. Cá bóng kèo kìa, ớ gửi từng con nè. Nó đang làm cá lóc, tạo dãy cá lóc. Thôi đi nhìn thấy sợ quá. Trời ơi, đây nè. Hàm hố này dòm không có được mà cứ ham hố dòm nha. Đứng từ xa dòm nha. Nó bán ếch nè. Rồi nó bán cá chẽm, tôm mực gì rần rần đó. Gà như trứng, như trục. Một chục ngàn rưỡi hả? Cho một chục đi. Thôi lấy hai trứng hai chục luôn đi. Dừng vô này mình qua phía trung mới nha.